Nobita chơi FIFA. La 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 la. Doraemon, bạn cho mình mượn điện thoại chút có được không? Mình chơi FIFA tí. Mình mới chơi Liên Quân hết pin rồi, bạn mượn điện thoại của mẹ thử coi. Mẹ xài cái cùi bắp sao chơi game được. Vậy thì nghỉ chơi đi. Ha ha, mình mới nạp 50.000 nhận được. Nè, mấy bạn đang nói chuyện gì vậy? Mấy bạn đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? Chơi FIFA gà như bạn tụi mình không muốn nói chuyện tới. Mình chính là ác quỷ FIFA, bạn không biết sao? Ác quỷ gì mà chơi game không nạp được một đồng. Nạp tiền sao? Đúng vậy, nạp tiền FIFA là sở trường của mình. Ai cho mình tiền mình cũng nạp FIFA hết. Bữa mình nạp 20.000 bị mẹ chửi.